Chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Năm 2022, Ninh Thuận giải quyết việc làm cho 18.730 lao động, đạt 117,06% kế hoạch năm. Ninh Thuận số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất trong 10 năm qua. Tập trung tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Nghệ nhân ưu tú Lai Lầu tâm huyết với nhạc cụ truyền thống Chăm và một số tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Với những nỗ lực trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, năm 2022, Ninh Thuận đã giải quyết việc làm mới cho 18.730 lao động, đạt 117,06% kế hoạch năm, tăng 1,68 lần so với năm 2021. Cụ thể, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã tư vấn giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 là 21.001 người, đạt 140% kế hoạch, kết nối tạo việc làm cho 1.195 người, đạt 119,5%, tuyển mới và đào tạo nghề cho 10.803 người, đạt 120% kế hoạch, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,93%. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề có bằng cấp chứng chỉ là 27,86%. Các chính sách được triển khai có hiệu quả đã góp phần giải quyết việc làm, cải thiện nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát huy những kết quả đạt được thời gian tới, ngành Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện tốt chính sách lao động việc làm hướng đến việc làm bền vững, thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp phù hợp với thực tiễn của tỉnh, đảm bảo quy mô cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hóa, hiện đại hóa theo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn đào tạo nghề với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và gắn với tạo việc làm cho người lao động, nâng cao tỷ lệ lao động có đào tạo chuyên môn kỹ thuật, đào tạo, dạy nghề, gắn với giải quyết việc làm trong các ngành kinh tế trụ cột của tỉnh, phục vụ cho phát triển năng lượng sạch, du lịch, phát triển kinh tế biển. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Ninh Thuận đạt 105,6%, tăng 14,1%. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 106,7%, tăng 6,6%. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,15%, tăng 6,77% so với năm 2021. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt 89,3%. Để hoàn thành mục tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, trong năm 2023, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp cùng cấp ủy chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời tổ chức các buổi đối thoại nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về quyền lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Định kỳ mỗi tháng, bảo hiểm xã hội các huyện báo cáo tình hình thực hiện cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để kịp thời chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà chính phủ tỉnh đề ra. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã có 2.296 ca mắc sốt xuất huyết. Đây là số ca mắc cao nhất trong 10 năm qua. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu giảm, ngành y tế đang phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết đến người dân, tổ chức diệt lăng quăng, huy động người dân tổng vệ sinh môi trường, đồng thời giám sát các ổ dịch, các ca bệnh tại cộng đồng để kịp thời khoanh vùng, không để dịch lây lan trên diện rộng. Bà Phạm Thị Thu ở thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước chưa bao giờ nghĩ rằng thói quen trữ nước trong những dụng cụ sinh hoạt hàng ngày lại làm phát sinh lăng quăng, gây nên dịch bệnh sốt xuất huyết. Bên Bộ Y tế người ta bày cho mình là nên để úp xuống để cho mấy con lăng quăng á nó khỏi lại sanh thành muỗi. Dịch bệnh sốt xuất huyết đang phát sinh ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh. Thế nhưng, nhiều người dân vẫn giữ thói quen chăn nuôi gia súc trong khu dân cư. Tình trạng vệ sinh môi trường không đảm bảo, khu dân cư còn nhiều vũng nước tụ động, vật dụng phế thải có đọng nước mưa xung quanh nhà ở rất phổ biến. Đây là điều thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, đồng thời là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh sốt xuất huyết gia tăng và khó kiểm soát. Những cái đồ đựng nước để cho dê uống thì mình thau rửa thường xuyên hàng ngày. Tại vì môi trường chăn nuôi ở trong
trong khuôn viên ở nhà nó cũng chật hẹp ấy, cho nên là nó phát sinh muỗi rất là nhiều. Trước tình hình bây giờ rất là phức tạp tại địa bàn xã, đã xảy ra gấp 10 lần so với năm trước. Cho nên trường hợp này nói chung là từng tham mưu ủy ban, là ủy ban cũng là phát động phong trào dân lương văn và đến từng hộ dân cầm tay chỉ việc cho họ là để biết cách để phòng tránh trường hợp sốt xuất huyết. Tại huyện Ninh Phước, đến nay đã ghi nhận hơn 600 ca mắc sốt xuất huyết. Riêng thị trấn Phước Dân có hơn 240 ca mắc sốt xuất huyết. Ngành y tế và các địa phương trên địa bàn huyện đang xử lý dứt điểm các ổ dịch nhỏ và tổ chức phun hóa chất diệt muỗi. Về phía địa phương cũng đã có tập trung chỉ đạo đối với khu phố để phối kết hợp với trường học, thường xuyên tuyên truyền vận động, đặc biệt là đối với các nhà trường là tuyên truyền vận động cho học sinh để nắm bắt và cái nâng cao cái ý thức của mình, và về nhà cùng phối hợp với gia đình để tăng cường cái việc cái vấn đề là việc lăng quăng bọ gậy và đảm bảo để hạn chế cái phát sinh muỗi gây bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát, Sở Y tế đã tổ chức các đoàn công tác về các địa phương trong tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Ngành y tế cũng phối hợp các địa phương tuyên truyền vận động người dân chủ động kiểm tra việc lăng quăng tại hộ gia đình và thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Khuyến cáo mỗi người dân khi bị sốt phải đến cơ sở y tế khám theo dõi, điều trị sớm, không tự ý điều trị tại nhà để ngăn chặn các biến chứng nặng. Tiếp theo cũng là thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đến nay, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở Ninh Thuận đạt gần 92%. Trong đó, thành phố Phan Rang Tháp Chàm là địa phương có tỷ lệ tiêm đạt thấp nhất, chưa tới 80%. Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ, đồng thời tăng độ bao phủ vaccine phòng COVID-19 để tạo miễn dịch cộng đồng. Trường Tiểu học Mỹ Đông, phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Mặc dù đang trong giờ học, nhà trường vẫn sắp xếp phối hợp với trạm y tế của phường để tranh thủ tiêm vét cho những học sinh chưa tiêm vaccine mũi 2 phòng COVID-19. Sau khi tiêm xong thì các cô y tế nói là cần uống nhiều nước và ăn nhiều trái cây. Sau khi tiêm xong, nếu mà có biểu hiện sốt thì sẽ báo với mẹ để mẹ mua thuốc uống. Và sau khi tiêm xong, sức khỏe của con cũng bình thường. Mỹ Đông là địa phương vùng biển, nhận thức người dân còn hạn chế nên việc tuyên truyền vận động tiêm vaccine phòng COVID-19 gặp không ít khó khăn. Đến nay, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 2 phòng COVID-19 của trường tiểu học Mỹ Đông chỉ mới đạt 72%. Thấy con ốm yếu, chị Lệ không dám cho con tiêm vaccine phòng COVID-19 vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe. Được nhà trường và nhân viên trạm y tế tuyên truyền về lợi ích của tiêm vaccine để bảo vệ trẻ trong trường học, hôm nay, chị quyết định dẫn con đến tiêm vét theo lịch hẹn. Trường báo cho cháu đi chích thuốc. Cháu nó cũng ho ốm mà tôi vẫn cho cháu chích và vẫn khỏe. Nhà trường cũng đã phối hợp với trạm y tế cũng như là các khu phố cũng tiếp tục là vận động phụ huynh học sinh cho con em tiêm ngừa cho nó đúng với chỉ tiêu của tỉnh cũng như là thành phố đã giao. Qua khảo sát nhanh mới đây của ngành giáo dục thành phố Phan Rang Tháp Chàm, vẫn còn hơn 30% phụ huynh chưa đồng ý cho con em đi tiêm vaccine phòng COVID-19 vì những lý do mang tính chủ quan như sợ vaccine đã hết hạn hoặc sợ trẻ bị tác dụng phụ sau tiêm. Một số phụ huynh cũng chưa có nhận thức đầy đủ về cái công tác tiêm ngừa vaccine, cho nên thì chúng tôi mặc dù là công tác tuyên truyền vận động rất nhiều, tuy nhiên thì vẫn đến nay thì cái tỷ lệ tiêm vaccine thì theo như cái mục tiêu đặt ra thì chúng tôi cũng chưa đạt được hết. Cái việc mà tiêm vaccine là một cái điều kiện yếu tố hết sức quan trọng mà chúng ta phải tuân thủ. Có một số quan niệm sai lầm là bà mẹ cứ nghĩ rằng là tiêm vaccine hoặc là chúng ta sẽ quên đi, giảm đi nhớ, cái này hoàn toàn không có. Cái vấn đề thứ hai nữa là người ta cứ nói không có đúng về cái tiêm vaccine. Thực tế thì tỷ lệ tiêm vaccine thì tỷ lệ mà xảy ra cái tai biến trong tiêm vaccine đó thì tỷ lệ rất thấp. Thì cũng nhắc cái bà mẹ hay lo lắng lứa tuổi mà từ 5 đến 11 tuổi đó, thì
thì phải dỗ dành cho cháu làm sao tham gia tiêm, đặc biệt là tuổi học đường. Ninh Thuận có hơn 75.000 trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi được chỉ định tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo báo cáo của ngành y tế tỉnh, tính đến ngày 13 tháng 12, trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ gần 92%. Hiện nay, ngành y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các trường học đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo các mục tiêu, đúng đối tượng, đúng lịch tiêm, đúng vaccine và đúng liều lượng. Phấn đấu đến cuối năm 2022, tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 2 phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt trên 95%. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa bế mạc tập huấn cán bộ năm 2023 cho các đồng chí là lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Tham dự có Đại tá Lưu Xuân Phương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong 5 ngày, từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 12, các cán bộ tham gia lớp tập huấn đã được học tập các nội dung về phương pháp soạn thảo thông qua giáo án huấn luyện. Nội dung cơ bản công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn dân quân tự vệ, phương pháp xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự cấp tỉnh, cấp huyện, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho huấn luyện, diễn tập, thực hành bắn súng K-54 bài 4. Qua tập huấn nhằm thống nhất trong cán bộ các cấp một số nội dung về công tác tham mưu, tác chiến, huấn luyện, công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật, đồng thời nâng cao trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, huấn luyện, chiến đấu, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Sáng nay, tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức lễ ra quân Ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Hưởng ứng ra quân Ngày Thanh niên cùng hành động do Trung ương Đoàn phát động, Ban chấp hành tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động như giải chạy bộ, triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên, khởi công xây dựng nhà vệ sinh và trồng cây xanh tại trường mẫu giáo xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hướng dẫn hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNEID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 để giải quyết các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thể hiện quyết tâm của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 sớm đưa nghị quyết đi vào thực tiễn. Theo kế hoạch, tuần lễ lướt ván diều quốc tế sẽ được tổ chức tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 năm 2022 với sự tham gia của hơn 70 vận động viên đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số 8 hoạt động diễn ra tại tuần lễ lướt ván diều quốc tế, hoạt động được mong chờ nhất là biểu diễn lướt ván diều quốc tế, nơi các ván thủ thể hiện các màn cưỡi trên đầu ngọn sóng vào ngày 23 tháng 12 tại vùng biển Mỹ Hòa thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Đây là khu vực biển đẹp, lượng gió phù hợp với hoạt động lướt ván diều. Không dừng lại ở đó, huyện Ninh Hải, địa điểm tổ chức festival quốc tế môn lướt ván diều là nơi tập trung nhiều bãi san hô và thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh như bãi biển Ninh Chữ, Vịnh Vĩnh Hy, Hòn Đỏ, Hang Rái, Vườn Quốc gia Núi Chúa. Hiện nay, toàn huyện có 70 cơ sở lưu trú du lịch với trên 2.900 phòng, trong đó số phòng có chất lượng đạt tiêu chuẩn tương đương 3 sao trở lên, chiếm trên 50%. Sự kiện hứa hẹn sẽ thu hút đông du khách tìm tới tham gia, kết hợp du lịch tại Ninh Thuận. Khởi động cho tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải Ninh Thuận năm 2022. Sáng nay tại khu vực Đầm Nại, huyện Ninh Hải đã diễn ra giải đua thuyền rồng truyền thống với sự tham gia của 8 đội thi và hơn 200 vận động viên đến từ các huyện Ninh Hải, Thuận Nam và thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tâm trạng phấn khích, 8 đội đua thuyền rồng truyền thống đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng cho cuộc đua diễn ra trên không gian tuyệt đẹp của Đầm Nại. Đua thuyền là loại hình thể thao dân gian phổ biến tại Ninh Thuận, đặc biệt là đối với ngư dân vùng biển. Đây là một trong những nét văn hóa đặc trưng của cư dân vùng biển, thu hút nhiều khán giả yêu thích bởi sự khỏe khoắn, mạnh mẽ nhưng khung cảnh là rất trữ tình, thể hiện tinh thần đoàn kết của những chàng trai miền biển. Đây là thay mặt cho đội xã Thanh Hải, không có gì hơn cùng chúc cho đội xã Thanh Hải để là cùng chung là thi đấu cái giải đua thuyền và cùng tám đạo luôn là trong cái tổ chức của huyện làm sao mà cho tốt đẹp, không có gì hơn thì
cũng xin mong muốn cho anh em là tất cả tám đạo vận động viên chơi cho tốt cho đẹp, thể dục thể thao là chính. Giải đua thuyền rồng truyền thống trên đầm Nại là sự kiện khởi đầu trong chuỗi các hoạt động tuần lễ lướt ván chiều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải Ninh Thuận 2022. Sự kiện thu hút đông đảo lượng khách đến xem và cổ vũ lên đến trên 5.000 người. Khi tôi mà đến đây á, là coi như là cái sự cảm giác của tôi là rất là khởi động phấn khởi. Một năm mà được tổ chức như vậy là cho những anh em mà coi như dân biển chúng ta sẽ có động lực và mạnh bạo là coi như là sẽ để đi tour thuyền bắt cá bắt đồ từ ngoài xa khơi để vô đến nơi an toàn để này cái nọ là làm cho người dân chúng ta sẽ có những hào hứng mà để xuống để cổ vũ là khích động hơn cho những tất cả những anh em chúng ta để có động lực để đua. Mỗi năm đều có cái hội đua thuyền nhưng mà mỗi năm thì không có dịp đến. Nhưng mà năm nay nghe có tổ chức thì mình cũng đến và rất là vui. Không khí ở đây rất là vui, cảnh đua thuyền rất là nhộn nhịp. Cổ động viên và vận động viên rất là đông. Và bây giờ là ở trên các cái tuyến đường của 702, trên cầu Ninh Chữ và tuyến đường của bè Đầm Nại. Rất là đông khán giả. Nhưng là cái giải đua thuyền này đã kết thúc rất là thành công tốt đẹp. Đây là một cái sự đồng hành của bà con cũng như là cái sự thành công để góp phần cho cái sự kiện tuần lễ lướt ván diều thành công rất đẹp. Chương trình đua thuyền rồng truyền thống diễn ra thành công đã mở đầu thuận lợi cho sự kiện tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải Ninh Thuận 2022. Thông qua đó, góp phần quảng bá vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên và văn hóa truyền thống của huyện Ninh Hải nói riêng, tỉnh Ninh Thuận nói chung đến với du khách trong nước và quốc tế. Sáng ngày 17 tháng 12, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tổ chức trao tặng sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc. Đây là hoạt động nằm trong chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật của Nutifood. Công ty Nutifood đã trao hơn 480 phần sữa bột cho trẻ em bậc tiểu học và mầm non có hoàn cảnh khó khăn, suy dinh dưỡng ở xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc với tổng trị giá 172 triệu đồng. Qua đó cung cấp thêm nguồn dinh dưỡng giúp các em nâng cao sức khỏe, phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ trong những năm đầu đời. Được biết, trong dịp này, công ty Nutifood cũng phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh trao hơn 850 phần sữa cho trẻ em nghèo, suy dinh dưỡng ở các xã Ma Đới, huyện Ninh Sơn và xã Phước Hà, huyện Thuận Nam. Tổng trị giá các phần quà trao trong đợt này 476 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Phước vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên địa bàn huyện do đối tượng Huỳnh Văn Chí, sinh năm 1994, Đặng Vĩnh Khâm, sinh năm 2005, Nguyễn Nữ Ngọc Trâm, sinh năm 1998, đều trú xã Phước Thái, huyện Ninh Phước và Lê Văn Thắng, sinh năm 1997, ở xã Phước Hậu, tổ chức. Đấu tranh nhanh với các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Phước xác định, từ đầu mùa giải vô địch bóng đá thế giới World Cup đến khi triệt phá, các đối tượng đã tổ chức và tham gia cá độ bóng đá với các con bạc trên địa bàn huyện Ninh Phước thông qua mạng xã hội, tin nhắn điện thoại với tổng số tiền ăn thua hơn 1,7 tỷ đồng. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Huỳnh Văn Chí, lực lượng chức năng thu giữ một số công cụ hỗ trợ và nhiều hợp đồng cho vay lãi suất cao trong giao dịch dân sự. Hiện Công an huyện Ninh Phước tiến hành tạm giữ hình sự và đấu tranh làm rõ các hành vi của từng đối tượng trong đường dây cá độ này. Thưa quý vị và các bạn, đối với người Chăm ở Ninh Thuận, bộ ba nhạc cụ gồm trống ba ra nưng, trống ghi năng, kèn saranai như một phần máu thịt mà các thế hệ người Chăm luôn trân trọng giữ gìn. Một trong những người vẫn ngày ngày thầm lặng góp sức vào công tác bảo tồn nhạc cụ truyền thống là nghệ nhân Lai Lầu ở thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc. Với những đóng góp tích cực trong việc giữ gìn và truyền dạy nhạc cụ truyền thống Chăm, năm 2022, ông Lai Lầu vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Lớp học không bàn ghế, cũng chẳng có sách vở. Những lớp học đặc biệt như thế này được tổ chức tại các trường học ở xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc từ nhiều năm nay. Lớp học do nghệ nhân ưu tú Lai Lầu đứng ra tổ chức. Âm thanh từ lớp học truyền dạy nhạc cụ truyền thống Chăm không chỉ đặc trưng của làng Chăm Bỉnh Nghĩa mà còn là một cách bảo tồn nền âm nhạc Chăm đầy màu sắc và độc đáo. Ông Lai Lầu là ông dạy trống cho tụi con từ năm lớp 7.
ông dạy cháu rất nhiệt tình và rất dễ hiểu. Mỗi lần những bài cháu nào tụi con không hiểu thì ông liền sẵn sàng giúp đỡ. Không giáo án, sách vở, nghệ nhân Lai Lầu truyền dạy kiến thức và kỹ năng cho các học viên của mình bằng chính sự cảm thụ của bản thân và niềm đam mê với nhạc cụ truyền thống của dân tộc. Hơn 2 năm theo học lớp sử dụng nhạc cụ của nghệ nhân Lai Lầu, từ chỗ chưa biết làm thế nào để có thể sử dụng được nhạc cụ truyền thống Chăm như đánh trống, ba sa nưng, ghi năng. Giờ thì em Mang Gôn đã có thể chơi hay tất cả các loại nhạc cụ truyền thống Chăm. Con được ông Lai Lầu dạy từ lớp 7 và con rất thích bài trống ghi năng này. Con đã từng biểu diễn ở nhiều nơi, nhưng mà ở trường nếu như có tổ chức gì đấy thì con sẵn sàng tham gia. Không cần sự hỗ trợ từ một nguồn kinh phí nào, nghệ nhân Lai Lầu vẫn đứng ra tổ chức những lớp học miễn phí, rồi cùng học viên của mình có mặt khắp các lễ hội để thỏa mãn niềm đam mê. Cũng chẳng còn ai mách bảo, số học viên tìm đến lớp học của nghệ nhân Lai Lầu ngày một nhiều. Nhà nước phong tặng danh dự cho tôi thấy rất mừng. Thì bản thân tôi già rồi, bữa nay cũng còn ham dạy. Thì đúng ra trong vì nàng mình phải thường dạy học trò nhiều mới là mình một ông thầy ngon. Cho nên đừng nó biết đánh trống rồi thì cứ là không có chơi nữa, cứ lâu lâu vô văn nghệ, lâu lâu vô cúng lễ hội thì không khi nào mà nó hay đâu. Thành bản thân tôi bữa nay tôi sẵn sàng, nếu con cháu ở đâu ra nó hỏi, nó xin học, trống sẵn, chỗ sẵn, tôi dạy. Nghệ nhân Lai Lầu làm trống, đánh trống, rồi truyền lửa cho lớp trẻ đam mê nhạc cụ truyền thống Chăm nói chung và âm thanh của tiếng trống ghi năng ba sa nưng nói riêng. Với ông, khi tiếng trống ghi năng cất lên thì không gian náo nức niềm vui, thôn xóm thanh bình và con người đầy ắp lòng yêu thương. Khi tuổi đã cao, sức đã yếu, ông càng đau đáu làm thế nào để truyền dạy cho thế hệ người Chăm sau này biết cách sử dụng và gìn giữ nhạc cụ truyền thống Chăm. Trống ghi năng là từ đời tôi ra làm trống cho tới bây giờ tôi dạy tôi nhờ cái cách tôi làm ở ngoài đồng rẫy, tôi ở đó tôi làm trống, lúc nào mấy đứa trẻ nó ra đi chăn trâu hay chăn bò đuổi ra ngăn chòi đó, nó nghĩ trống tôi để ngoài xà lán nó lấy ra nó chơi, mình thấy cái thằng nào nó có cái năng hiếu mình dạy nó mau hơn. Thành trong cái bỏ đó, thành mấy con cháu nội cháu ngoại đứa nào nó cũng biết. Âm nhạc trong văn hóa Chăm là sự kết nối thiêng liêng giữa con người với thần linh và vũ trụ bao la. Trong cuộc sống hiện tại ở làng Chăm Bỉnh Nghĩa, những thanh âm réo rắt của tiếng trống ghi năng của nghệ nhân ưu tú Lai Lầu đem lại một sự kết nối khác. Đó là sự kết nối những người con làng Chăm, kết nối những ai nặng lòng với văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm, một nền văn hóa độc đáo và sâu sắc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự buổi 19h45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.